cùng thì đám cưới mà tôi mong chờ nhất cũng đến rồi. Chúc mừng chị tôi mỏ khoét Hải Phòng đã tìm được ý trung nhân của cuộc đời mình. Nay thì để tôi dẫn các bác đi ăn cưới cùng với tôi nha. Đám cưới lần này thì anh chị tổ chức tại W Jack Danh, một trung tâm tiệc cưới phải gọi là đình đám nhất Hải Phòng tính đến thời điểm hiện tại luôn. Mình nghe danh lâu phết rồi mà nay mới có dịp dự lễ tại đây đấy. Quá trời là xịn sò đi. Bước vào thì ấn tượng lớn nhất đó chính là quy mô siêu siêu rộng với nhiều sảnh khác nhau kết hợp với không gian mở tràn ngập cây xanh và thiết kế hiện đại tỉ mỉ trong từng chi tiết nên là tạo cảm giác gần gũi mà nó không bị lỗi mốt theo thời gian ấy mọi người, rất là phù hợp với xu thế hiện nay luôn. Vì lần đầu được dự tiệc ở trong này nên là cũng có đến sớm để dạo qua một vòng thì cảm giác kiểu trong này cái gì cũng có luôn ấy. Từ nhà hàng, cà phê cho đến cả showroom váy cưới, mọi thứ đều được thiết kế rất là đẹp, hiện đại và xịn đét luôn. Về nhà hàng và cà phê ở đây thì họ sẽ phục vụ ăn sáng và cà phê cả ngày. Trời ơi, cái view check-in này chắc là mình phải quay lại lần nữa vì nó quá là đẹp đi các bác ạ. Quay trở lại với không gian sảnh cưới thì ở trong này có tất cả 3 sảnh. Sảnh 1 và sảnh 2 với không gian rộng rãi có thể kết hợp thành đại sảnh với sức chứa cực lớn. Còn đám cưới lần này của chị Vi thì được tổ chức tại sảnh 3 với setup xinh xỉu luôn. Check-in sống ảo mền nghỉ thì cuối cùng chúng tôi cũng đã được vào bàn tiệc để thẩm đồ ăn rồi đây. Chị tôi chiêu đãi chúng tôi bằng một cái menu không còn gì có thể tuyệt vời hơn. Phải gọi là đầy đủ sơn hào hải vị từ trên rừng xuống biển có hết. Trong đó thì mình ấn tượng nhất là 3 món xôi, canh gà hải sâm và món cá song siêu ngon luôn. Mình cảm thấy là giữa cái thời buổi hiện nay ấy, việc chọn một tổ hợp giải pháp cưới mà có đầy đủ tất cả các dịch vụ như ở W Jack Danh này là một sự lựa chọn rất thông minh. Từ studio chụp ảnh cưới, trang phục cho đến trung tâm tổ chức tiệc thì tất cả đều có hết tại đây rồi. Như vậy sẽ giúp tiết kiệm thời gian, công sức và cả tiền bạc nữa. Thật sự rất là đáng để suy ngẫm luôn ấy. Bây giờ phải về kiếm gấp mà anh người yêu đã. Còn đôi nào mà đã đến cái ngưỡng cửa chắc chắn chuẩn bị cưới rồi mà chưa biết đặt tiệc ở đâu thì có thể tham khảo xem sao nhá. Còn giờ thì bye bye mọi người.